Long chào cả nhà. Hôm nay là mẹ mình với em với cháu về chơi chung vui sum họp trong gia đình. Rồi mình cũng có làm một bữa cơm cùng gia đình ăn cho vui. Hôm nay mình nấu thì mình không có quay nhưng cả nhà mình muốn thu gọn video lại. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Mình làm bữa cơm là gồm có mực xào chua với thịt bò trộn salad ha. Với lại một món cá chép nấu ngọt với cái chuồng mình ướp nướng luôn cả nhà. Chơi đẹp. Bây giờ gia đình mình ăn thì cũng gần xong rồi, mình quay một đoạn video ăn ngắn thôi ha. Cả nhà ơi, sau bữa ăn á, cũng là mấy tiếng đồng hồ sau thì trời cũng đã tối ha. Bây giờ mình chở ngồi với lạ rủ mấy em cùng đi dạo phố một vòng cho nó mát nha. Chứ trời này thì mình ở trong nhà rất là nóng luôn cả nhà. Với lại lâu lắm rồi mình cũng có dắt ngồi đi dạo phố á, nên sẵn dịp đây á, rồi dắt ngồi đi một vòng cho nó mát, cho ngồi vui luôn. Cả nhà cùng theo chân gia đình mình đi dạo phố cho nó mát về đêm ha. Mình đang đi đây là trên con đường Quang Trung. Bây giờ là mình cua ra ngã 7 rồi mình đi thẳng ra đường Trần Phú luôn. Về đêm đường rất là đông luôn cả nhà, mà mát mẻ nữa ha. Bây giờ mình xuống tầng hầm của siêu thị, mình gửi xe đây luôn, rồi mình đi bộ lên lại, rồi mình dắt mấy đứa nhỏ đi bộ cho nó mát. Rồi bây giờ mình đậu xe ở đây. Tầng hầm siêu thị rất là rộng luôn cả nhà. Bây giờ mình vô thang máy, mình đi lên lại trên đường cái nãy nha cả nhà. Thank you.
Đây, thì thằng máy thích quậy ngá cái chân sập chân sập chân á quậy ngá sập chân á chớp á chỗ này mấy cháu nhỏ thuê ô tô lái nè, nhìn thấy cưng chưa? Chỗ này thì lúc này cũng đông vui cả nhà, tại thường thường khách du lịch về tập trung ở đây rất là đông. Khu cho đây là chợ đêm ha, họ bán giày dép và quần áo mũ nón cho khách du lịch rồi cả nhà, bán cả đêm luôn rất là đông. Hôm nay mình dắt ngồi đi chơi á, mà nhằm trời mưa. Ông mưa thì cũng nhỏ nhỏ thôi cả nhà, nhưng có thể là ướt đồ á. Mình dắt ngồi lên nhà hát đây là mình cho ngồi núp mưa ha. Trời đang mưa cả nhà ơi. Tao đi chơi dắt ngồi đi chơi bị mưa ướt rồi. Trời ổng mưa nặng hạt chứ, nhưng ổng mưa một xíu à. Bây giờ mình đi ra lại nè. Cái khu này là rất là rộng luôn. Những đoàn ca nhạc về đều hát ở đây cả nhà. Vừa rồi Tết sẽ quên biển á, ta cũng làm tại đây luôn. Khu này thì rất là rộng. Làm những khán đài trước mặt mình nè đó. Với lại cái chỗ này thì sát bên bờ biển luôn á, nên lúc này cũng có người tập trung. Gió rất là mát. Thank you.
Thôi bây giờ mình chở mấy cháu là ngồi về những cái nhà. Chơi đến giờ cũng lâu lắm rồi. Bây giờ về kiếm gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn vặt một xíu với lại nó uống nước. Rồi chở về luôn ha. Ở Nha Trang phong cảnh về đêm rất là đẹp luôn ha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình để ra tới nơi ha, mình dừng chân ở đây cho mấy cháu nó ăn vặt, kéo viên chiên với lại xúc xích á, với nước nữa, mình cho cháu nó vô những quán bình dân để cho ngồi cho nó mát ha. Với lại bên hông quán á, nằm sát mặt biển á, mình ngồi đây thì sẽ mát hơn. Với lại giờ này cũng hơn 10 giờ đêm rồi, trời cũng tối rồi, cũng vắng bớt rồi cả nhà. Thôi video của mình đến đây tạm dừng. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Vì yêu mến kênh mình thì cả nhà tặng cho mình một like và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có động lực mình ra nhiều video tiếp theo. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye.